Giao luôn em một lô đá thịt anh nha, hàng mới về nha. Quay chi tiết từng viên cho anh em xem. Này nó bổ nó vậy đó. Bỏ hồ cá hay là rải nền gốc cây ok nha anh em. À, những viên to nhất em quay. Bán cả lô luôn nha anh em. Anh em nào quan tâm thì inbox. Thằng này có nhiễm rêu, rêu xanh. Bỏ gốc cây, bỏ hồ cá ok nha. Trang trí hàng tự nhiên nha anh em, chưa mài dũa hết, nó đa số tự nhiên. Nhỏ 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 thôi, em chưa có quay mấy nhỏ 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 dùng không có luôn, lớn có nhỏ có nha nè. Rồi tổng luôn. Ôi anh em nào quan tâm thì bớt nha. Có mấy viên to nha anh em. Viên này đẹp. Đấy viên này rất đẹp.